Xin chào các bạn, thưa các bạn tại Khang Audio, trong cái quá trình chuẩn bị tới cái triển lãm AV Show 2019 vào ngày 23 đến ngày 25 tháng 11 này, thì Khang Audio xây dựng một cái bộ audio bên cạnh Khang Audio đây mang tên là T45, có giá trị là 45 triệu. Và Khang Audio bán cái bộ sản phẩm này trong cái thời gian từ nay đến hết triển lãm vào ngày 25 tháng 11, bao gồm các cái thiết bị, bao gồm có một cái đôi loa mẫu thùng loa của Audio Note mà Khang Audio sử dụng, của loa RFT, dòng loa toàn giải cổ kết hợp với một cái loa chép dom mới của Đức, với một cái ampli bóng đèn, với một cái ampli bóng đèn dòng bóng 6P3C-E. Đây là một trong những cái bóng đèn cổ của Nga, nó tương đương với những cái bóng đèn L34 của Mỹ, rất là chất lượng, rất là cao, âm thanh rất là đẹp, và nó là một cái dòng bóng siêu bền. Bóng tầng đầu thì Khang Audio sử dụng bóng ECC82 của hãng RFT Đức cổ. Bóng đắn nguồn thì Khang Audio sử dụng bóng của Mỹ, và toàn bộ cái ampli này được làm theo cái mẫu ampli kit của Nhật. Chất lượng âm thanh rất là hay. Và kết hợp với cái hệ thống này là Khang Audio đang mời các bạn một cái đầu CD của hãng Pioneer, ký hiệu là DP30AE. Khi các bạn mua cái bộ T45 gồm có một đôi loa toàn giải mẫu thùng của Audio Note, một cái ampli bóng đèn mẫu của kit mà do Khang Audio làm, và một cái đầu CD PD30AE của Pioneer này, thì chúng tôi tặng các bạn một bộ phụ kiện với giá trị là 4.500.000, bao gồm có một đôi dây loa của Khang Audio làm của mẫu Hitachi, một đôi dây AV của hãng Macintosh, một cái lọc điện mẫu nhôm phay mà Khang Audio làm để bán cho các bạn, và hệ thống dây nguồn thì kèm theo nó. Giá trị của cái bộ phụ kiện này để tặng theo cái bộ T45 này, nó có giá trị từ khi video được phát hành đến hết ngày triển lãm ngày 25 tháng 11 này. Thưa các bạn, là sau đây thì tôi muốn mời các bạn nghe thử một vài cái khả năng trình diễn của cái hệ thống này với một cái đĩa Quỳnh Lan, bài Cô Đơn của Nguyễn Anh Chín các bạn nhé. Ước mơ người ơi,
Yeah.